Hello, hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thử thách từ 750k đánh lên tới là 50 củ như thế nào nhá. Bắt đầu với trò tài xỉu. Vào ngay quả phòng bệt ngon. Dã tài thôi. Nhìn kìa, một dãy bệt xỉu, sau đó là hai tài, hai xỉu, hai tài. Cầu đang 22, pha này bẻ tài là hợp lý này. Rồi bệt tài. Cứ theo cầu bệt, đừng có bẻ, cầu gãy, sau đó chúng ta mới nên dừng lại một vài tay, sau đó tính sang những con cầu khác nhá. Đấy, hợp lý ngay, ăn ngay tay đầu. Tay tiếp theo, vẫn tài tiếp, tôi nghi vẫn tài tiếp, all in tài. Từ 750k lên được 50 triệu hơi khoai đấy. Thế nên đã đánh là phải mạnh mẽ nào. Cược nhanh, ôi trời ơi, bây giờ quá giờ rồi. Con này nó hoàn trả. Và đây nó mà về tài hơi tiếc này, đánh chậm quá. Đấy mà đập tài sớm hơn vậy êm không? Lên con mẹ nó ba củ rồi. Cầu này cầu đang bệt tài, theo tài tiếp, dí tài tới chết. Đây, lần này đánh nhanh hơn nhá. Chứ chẳng may nó đánh chậm quá, cái này nó còn trả cửa cân cầu mà. Trả tiền cân cửa ấy. 8 triệu, 10 triệu. Hai bên tiền cược cũng đang êm. Tài, ngon. 5 tài rồi anh em ơi, 5 tài, khả năng 5 tài chúng ta chưa bẻ được. Nên bẻ từ tay số 7. Thêm tài phát nữa. Tay này đánh tài, sau tay đánh tài này nếu mà nó về chuẩn tài thì tay sau mình sẽ bẻ sang xỉu. Đa số người ta thường bẻ tay thứ 7, tay thứ 9, tay thứ 13. Đó là những cái cầu bệt mà nên bẻ. Thế là mình học hỏi các mọi người thôi. Mình hay live stream ấy, mình thấy anh em bình luận lại ấy. Thế nên là mình cũng tiếp thu, ngon, đó, chuẩn tài đây. Giờ sang xỉu. All in luôn, 5m3. Xỉu cầu này xem nào. Mình có dây bệt xỉu rồi này, dây bệt tài này. Khả năng nó không về bệt đâu, cao lắm được tầm 2-3 tay. Mình sẽ theo xỉu tầm 2 hoặc 3 tay, sau đó mình sẽ bẻ lại sang tài. Ok, tay này ăn xỉu, húp mạnh. Còn tay xỉu nữa. Đi tầm 2 tay xỉu. Sau đó mình sẽ bẻ sang tài. Cầu bệt tài có rồi này. Cầu 22 có rồi này. Tỷ lệ nó chưa ra cầu 1-1 nhá. Đó, rất dễ. Nếu tay này về xỉu thì nó mình sẽ đánh sang tài. Và nó sẽ đi được cầu 1-1. Quen lắm, cầu này cũng quen lắm. Đó rồi, ok. 18m8 rồi này. Đánh tài. Tay này vã tài. Giờ mình sẽ đi ra kiểu 1-1 nha. Một ăn cả hai ngã phải không. Tài, tay sau đánh xỉu. Mong tay này về tài. Mà bây giờ bên xỉu tiền thấp quá. Bên xỉu mới có 17 triệu. Đây, mình bị trả tiền cân cửa. Ô ngon. 4-4-3. 11 nước. 36 mét rồi, 36 củ rồi, 36 củ rồi. Yes. Ôi, bẻ sang xỉu. Đánh nhanh. Một mình ôm hết tất cả các cửa luôn. Nhưng mà bên tài ván này người ta đánh ít nhỉ. Mới có 4 triệu này, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. 3, 2, 1. Có 8 triệu 6. Ồ. Thảy lắm bạn ơi. Ok rồi, có một tay nữa nha. Một tay nữa đạt được mục đích này. Đạt được mục tiêu đưa ra này. Mình chỉ làm mẫu một lần duy nhất thôi anh em ơi. Vã tài, cầu đi 1-1. Quá là ok. Trời. Thế nào. Mà kể mà mình đánh all in chăng nữa cũng không mất tất cả tiền một ván được. Bởi vì bên xỉu bây giờ người ta mới có 7 triệu, 8 triệu. Đấy, nói chung là bấm thì bấm all in cho nó mạnh tay thế thôi. Nhưng thật chất là vế tài. Ui, ok luôn anh em ơi. Được nhá, uy tín nhá. Rồi, video này của mình cũng tới đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.